Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với chương trình Châu Đương trực tuyến ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề chung về chương trình sinh học lớp 7. Và các bạn biết rằng là không có đối với chương trình sinh học lớp 6 bởi vì tôi không có những kiến thức này, bởi vì tôi không có những cái hướng dẫn để có thể chỉ đạo cho các bạn cách viết làm. Nếu mà thế thì chẳng may tôi có điều gì sai sót thì mọi người sẽ phê phán tôi, được chưa? Cho nên là tôi sẽ không làm cái video đó. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu về những vấn đề chung về chương trình phim lớp 7 mới, được chưa? Lớp 6 thì bạn chưa tìm hiểu được, đúng không? Rồi, đầu tiên chúng ta tìm hiểu về vị trí của chương trình phim học lớp 7 trong chương trình phim học trung học cơ sở. Đây chính là phần nối tiếp của chương trình phim học lớp 6. Với chương trình phim học lớp 7 nó sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản phổ thông tương đối hoàn chỉnh về hiểu về động vật, được chưa? Chỉ tương đối hoàn chỉnh thôi, được chưa? Và nó được biên soạn theo quan điểm sinh thái tiến hóa, giúp cho chúng ta hiểu rõ được sự gắn bó mật thiết giữa hiểu về động vật với điều kiện tự nhiên của chúng, điều kiện sống nhé. Và quan điểm sinh thái quan điểm sinh thái và tiến hóa sẽ được quán triệt xuyên suốt trong mỗi chương trình cấp 2 và cấp trung học phổ thông. Thì sinh thái tiến hóa ở cấp 3 các bạn sẽ tìm hiểu nhiều, đặc biệt ở lớp 11, lớp 12. Chi phối mục tiêu kiến thức của chương trình phi học lớp 7 đảm bảo tính cấu trúc hệ thống của toàn bộ kiến thức của chương trình chi quan điểm đó. Hơn nữa tính kiến thức của toàn bộ kiến thức của chương trình chi quan điểm đó thì hơn nữa kiến thức của chúng chương trình phi học 7, phi học 6 nó sẽ tạo thành cơ sở cho những học tiếp theo. Đó, cơ thể người vệ sinh là bộ với chương trình lớp 8 và chương trình lớp 9 là bộ vi chuyển biến vị và vi ở môi trường. Và sẽ giúp cho chúng ta hiểu bước đầu hiểu được các quy luật cơ bản của quá trình sống cũng như mối quan hệ giữa sinh vật với nhau với môi trường. Và làm cơ sở cho người hiểu biết những nguyên tắc kỹ thuật cho sản xuất có liên quan đến sinh học, các biện pháp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ tăng cường sức khỏe để có tiếp tục học lên cấp 3 trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và đi vào cuộc sống. 2. Mục tiêu của chương trình sinh học 7 thì khi sau học xong chương trình này thì chúng ta phải quán triệt được những yêu cầu như sau. 1. Về kiến thức. A. Kiến thức về hình thái và cấu tạo với chức năng sống thì chúng ta liên hệ chặt chẽ với kiến thức hình thái cấu tạo với chức năng sống và điều kiện sống của những loài động vật điển hình trong bộ ngành hay trong một lớp. Điều này sẽ phản ánh những đặc điểm cơ bản nhất của bộ ngành hay một lớp với trận. B. Kiến thức phân loại. Kiến thức phân loại đã được thể hiện trong mục sự đa dạng và tập tính của ngành hay của lớp, phản ánh các nhóm sinh thái khác nhau trong một ngành hay trong một lớp. Nói lên đặc điểm sinh học gắn với những điều kiện sống, lối sống đa dạng, đặc trưng của ngành hay lớp ấy và được những khái quát của những đặc điểm chung của một ngành hay một lớp động vật. Vì đây là yêu cầu kiến thức về phân loại thể hiện trong mục vì đa dạng mà học sinh phải quán triệt khi trình bày đặc điểm chung của ngành hay của lớp hoặc sự thích nghi của ngành hay của lớp với điều kiện sống của chúng. C. Kiến thức tiến hóa. Nó thể hiện mối quan hệ họ hàng và tiến hóa giữa các B và phần bò nha. Nhiều người chưa giáo dục vâng nhưng chẳng ai đọc được về phần bản kia, được chưa? Giữa các ngành hoặc các lớp động vật với nhau đảm bảo tính hệ thống về mặt nguồn gốc và tiến hóa trong quá trình phát triển của chúng. Được chưa? Trong quá trình phát triển tiến hóa thì động vật đi từ động vật đơn bào cho đến tận động vật đa bào, từ động vật ba bào bậc thấp cho đến động vật bậc cao, được chưa? Thực vật cũng có bậc thấp bậc cao, động vật cũng thế, được chưa? Được chưa? Cho học sinh quán triệt yêu cầu đối với kiến thức biến hóa để khi học hoặc tìm hiểu một nhóm động vật nào bao giờ cũng phải xác định được vị trí về mặt phân loại chung về mặt chủng loại phát sinh ra nó và không được tách chúng ra khỏi con đường phát sinh chủng loại chung của cả nhóm động vật đó. D. Kiến thức về tầm quan trọng thực tiễn khi hoạt động sống của mỗi loài động vật, sinh vật thể hiện vai trò sinh học của chúng trong tự nhiên góp phần duy trì sự ổn định cân bằng sinh học trong tự nhiên. Qua đó con người đánh giá được những loại động vật có ích và có hại với con người chúng ta, thậm chí đánh giá được những mặt có ích hay có hại biểu tượng biểu hiện cho một loài. Hiểu rõ được điều này cẩn thận trong khi đánh giá về tầm quan trọng của chúng thực tiễn nhé.
Ở trong những kiến thức về bằng quan trọng thực tế thì bằng đặc biệt lưu ý với những động vật có bằng quan trọng trong thực tế địa phương, được chưa? Một số loài động vật rất là quý, được chưa? Rồi, đấy chính là phần kiến thức. Phần 2 kỹ năng. A. Phát triển tư duy, hình thức, hình tượng cụ thể, quy nạp. Trên cơ sở hành động những kỹ năng quan sát, thực hành thí nghiệm. Những kỹ năng này được trình bày như sau. Kỹ năng quan sát trên bậc sóng, mẫu ngâm, mô hình, hình vẽ phát hiện bộ sinh học, từ đó phát hiện ra những thông tin cần thiết cho việc sử dụng kiến thức mới. Kỹ năng xử lý các thông tin phát hiện được, kỹ năng với kiến thức đã có và với kinh nghiệm của bản thân, bằng những thao tác tư duy, phân tích, đối chiếu, so sánh tổng hợp khái quát, để rút ra được những kết luận, lĩnh hội các kiến thức mới. Kỹ năng thực hành, giải phẫu, phân tích mẫu, mổ một những loại điển hình. Kỹ năng mô tả nhận biết, phân định vị trí cấu tạo các cơ quan, mối quan hệ của cấu tạo, chờ chức năng của các chi tiết cấu tạo một cơ quan và các cơ quan trong mọi hệ cơ quan. Có kỹ năng thực hành sưu tầm, bảo quản mẫu vật, làm các bộ sưu tập nhỏ, kỹ năng sử dụng các thiết bị thí nghiệm. B. Kỹ năng học tập, trong đó chú trọng kỹ năng tự học, biết cách sử dụng sách khoa, sách tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức, biết thông qua kiến thức với bạn sơ đồ, bảng biểu, biết cách hợp tác trong học tập, biết tự đánh giá những kiến thức tiếp thu. C. Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải thích các hiện tượng tương tự đang học. Tôi chỉ ho thôi chứ tôi chưa bị sốt hay là tôi chưa bị khó thở, mà tôi mới chỉ bị ho, đây là bệnh bình thường, chứ đừng đừng nhiều người bảo là tôi bị bệnh Corona vì không đúng nhá, được chưa? Bởi vì tôi có ra ngoài mấy đâu, được chưa? Rồi, nói đến vấn đề bệnh Corona, chúng ta sẽ nói đến vấn đề của môn sinh học và môn hóa học, nhưng vừa là môn sinh học, được chưa? Bởi vì đây là một virus, được chưa? Rồi, tiếp tục nhé. Rồi, các hiện tượng đó có thể gặp hoặc trong sách, báo, trong thiên nhiên, trong thực tiễn, trong chăn nuôi lớp 7, công nghệ học 7, được chưa? Có thể vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề đơn giản trong thực tiễn đặt ra. Ba, thái độ hành vi. Thì cần hình thành niềm tin khoa học với những kiến thức đã học để có thể giải quyết, xử lý, giải quyết những vấn đề tương tự với những điều đã học một cách tự tin và sáng tạo. Và chúng ta bằng có ý thức và thói quen bảo vệ động vật và môi trường sống của động vật, và có ý thức tham gia vào một số hoạt động bảo vệ môi trường sống ở địa phương, và chúng ta bằng xây dựng được tình cảm của mình đối với thiên nhiên và xây dựng được niềm vui của trong học tập. Môn này nó chủ yếu là nó giáo dục cho chúng ta về môi trường, được chưa ạ? Ba, với hiệu nội dung và cấu trúc chương trình phiên họp lớp 7 thì nó sẽ gồm có 70 tiết, gồm 64 tiết lý thuyết thực hành và 6 tiết ôn tập kiểm tra. Chương trình phiên gồm có 5 phần. Đó là phần mở đầu, phần giới thiệu các ngành động vật, phần tổng kết sự biến hóa của động vật và đời sống con người, và phần tham quan thiên nhiên. Phần 1 mở đầu thì phải có 2 tiết, đó là bài 1, bài 2 thì chúng ta sẽ giới thiệu tính đa dạng và phong phú về với động vật, phân biệt động vật với thực vật, giới thiệu sơ lược động vật xương sống và động vật không xương sống, và nêu sơ lược vai trò của động vật. Thực ra không phải sơ lược, được chưa? Đây là nói chung thôi. Mà vậy, trò động vật nói chung, chứ không phải là sơ lược đâu. Phần 2, các ngành động vật gồm 6 chương, 39 tiết lý thuyết, 7 tiết thực hành và 3 tiết xem phim. Được chưa? Các ngành động vật thì có rất là nhiều ngành, có 6 ngành. Đầu tiên là ngành với ngành mà nó là một động đơn động vật đa bào, cái con mà nó vẫn còn có nhiều tính chất như như thực vật cũng có thể tham khảo được, đó chính là trùng roi. Và đó chính là ngành động vật nguyên sinh, sau đó đến ngành vượt khoan, sau đó đến các ngành run, sau đó đến ngành không mềm, sau đó đến ngành xương khớp, và cuối cùng là đến ngành động vật không có sự sống, được chưa? Ủa, chết là rồi, xin lỗi các bạn nhé. Chế độ nhầm. À, phần lý thuyết thì phần 1 động vật không xương sống thì 5 chương, có từ chương 1 đến chương 5.
sẽ gồm có 22 tia lý thuyết được biên soạn theo hệ thống biến hóa từ các ngành có tổ chức thấp đến ngành có tổ chức và cụ thể như sau. Chương 1 thì ngành động vật nguyên sinh, thì đó là động vật đang bơm bạc, được chưa? Vẫn còn sống phụ hợp lắm, được chưa? Cho to lên tí, nhiều người không đọc được. Đôi phong to này cũng để tránh là hỏng mắt thôi, được chưa? Chương 2 ngành động vật ngành vú khoan thì bây giờ chính là một động vật đa bào mà có đối xứng và tròn. Chương 3 tất ngành vun thì có loại có ba lớp vun, đó là lớp vun dẹp, rồi lớp phụ ngành vun đất có ba ngành vun, đó vun đất à vun đốt này, vun dẹp này, chưa vun đốt vun dẹp. Và cuối cùng vun tròn nữa, được chưa? Vun tròn, vun đũa, được chưa? Chương 4 ngành thơ mềm, đây chính là cũng là một động vật đa bào, nhưng nó có thể mềm và nó có vỏ đá vôi, bức vỏ nó cũng khá là cứng, được chưa? Còn chương 5 ngành xương khớp, đây là động vật đa bào, nó có bộ xương nhưng nó lại ngoài bằng ký tim được, được chưa? Chúng bạn ăn bông tôm ăn rất là ngon và vỏ có vỏ pin. Vỏ pin nó có thể làm thay đổi màu da theo cái nhiệt độ, theo thời tiết, thay đổi môi trường, chị ạ. Vấn đề giới thiệu đặc biệt trưng nhất của mỗi ngành thì chương trình sẽ giới thiệu cho mỗi ngành một động vật điển hình. Với ngành xương khớp thì mỗi lớp sẽ có một động vật điển hình. Đầu tiên là lớp sâu bọ này, lớp nhện này, xong rồi còn rất nhiều lớp nữa. Đó là lớp giáp sát, được chưa? Lớp giáp sát là gồm có bông sông, được chưa? Rất là nhiều loại. Rồi mỗi lớp sẽ những động vật điển hình này đó chính là những động vật mang nhiều đặc điểm chung nhỏ một ngành hay một lớp. Thông thường thì nó cũng là một loại phụ, một trong những loại phổ biến nhất của Việt Nam chúng ta, chứ chẳng lấy cái động vật nào nó lạ, ví dụ như là ôi bố nhện chẳng hạn, ôi dài thế bò lắm, được chưa? Như kiểu bố nhện, được chưa? Ăn thịt rất ngon nhưng mà đấy nó rất là hiếm, nó không nhiều nên nó chỉ cho vào một số cái bài thôi, được chưa? Rồi tuy nhiên bài tập để tiếp cận bài ấy để chung một ngành thì là biểu đối những ngành thuộc tính đa phạm cao như là ngành động vật nguyên sinh. Phiêu khoa sẽ bài tập bế năm vững bề điển hình, đó trùng voi, bây trùng voi xanh cho nên là mới có thể tham hợp được, được chưa? Nó có hai hình thức dinh dưỡng, đó là hình thức mà nó tự tổng hợp chất dinh dưỡng cũng giống như thực vật, đó chính là tham hợp. Và khi mà và ngoài ra thì còn hình thức là hình thức đó chính là tự tổng hợp qua những cái mồi đã có sẵn ở chợ. Ngoài ra thì còn có một số loại đó trùng biến hình và trùng dày. Ngoài ra thì còn hai loại trùng nó sẽ gây bệnh, đó trùng thiết lị và trùng phô ve. Nói về trùng phô ve chúng ta sẽ nói đến muỗi anophen, được chưa? Nó rất là ngứa. Trùng thiết lị thì khi mà đi tiểu thì sẽ ra máu, được chưa? Thì đó là biểu hiện của trùng thiết lị. Rồi, để giới thiệu tính đa phạm của mỗi ngành thì sách giáo khoa đưa ra một vài đại diện cho từng nhóm động vật đặc trưng trong ngành để thể hiện tính thích nghi đa dạng như điều kiện sống khác nhau, phản ánh đầy đủ đặc điểm chung của ngành. Cái này hơi bé ạ, cho tỏ lên đầy người cho đầy người đọc được. Thông qua vai trò thực tiễn của các là điển hình với được vai trò thực hiện tiễn của từng ngành đối với con người chúng ta, được chưa? Sau khi mình hiểu phân động vật thì chúng ta lại tìm hiểu con người. Con người chúng ta học lịch sử chúng ta biết rồi, biến biến hóa từ loài vương bổ, vâng mà vương bổ phong biến người tối bổ, phong cuối phong lại biến hóa thành người tinh khôn, đúng không? Rồi cho nên là học vượng vụ kiến thức lịch sử để mà trả lời những kiến thức của môn sinh học. Rồi phần hai đó bạn động vật có xương sống thì nó sẽ được bàn bài trong chương 7, thì nó sẽ có 17 tiết lý thuyết.
Với chương trình này nó rất là phù hợp với quan điểm biến hóa và sinh thái của chương trình. Và nó thể hiện phía bên chương 6 nhé, không phải chương 7 nhé. Biến hóa sinh thái của chương trình hiện qua quá trình phát triển và biến hóa của động vật có xương sống môi trường nước lên đến môi trường dạng. Do vậy chủ đề của mỗi một chương trình nó lên một giai đoạn trong phát triển của động vật có xương sống. Một bát lớp lá đặc biệt thích nghi của đời sống ở nước, mũ lưỡng vư đặc biệt thích nghi của ếch đồng với đời sống vừa ở nước vừa tạm. Lưỡng tức là hai, vư tức là nơi trường trú ngụ, thì lưỡng vư tức là loài có mà có hai môi trường trú ngụ. Được chưa? Rồi, bến lớp bò sát thì đặc biệt thích nghi của thằn lằn với đời sống ở tạm, nhưng phải là khô ráo, được chưa? Chứ không là ẩm ướt, ẩm phì như kiểu là bọn lưỡng vư nhá. Loại loại ếch thì nó cũng ở trên cạn nhưng nó phải ở về ẩm ướt chứ không phải nơi khô ráo, được chưa? Cứ ẩm cứ khô ráo một cái là chết ngay, được chưa? Cho nên bao giờ nó phải tìm ở nơi ẩm ướt, được chưa? Tiếp theo đó là lớp chim, thì đây chính là đặc điểm thích nghi của chim bồ câu bởi với đời sống bay lượn. Và cuối cùng là đối với lớp thú, được chưa? Thì có đặc điểm thích nghi của một của đó là có lông mao và bẻ con bằng có lông mao bẻ con và nuôi con bằng sữa, được chưa? Và trong mỗi mục bài sẽ có những mục nhỏ, đó là đời sống có bạn ngoài có bạn trong, tính năng của lớp và tầm quan trọng kinh tế của mỗi lớp, và thông qua những vài điển hình, được chưa? Đấy chính là phần lý thuyết. B phần thực hành thì buổi phần 2 sẽ gồm hai tiết thực hành mổ, đó là mổ cá và mổ giun, 5 tiết thực hành quan sát và 3 tiết xem phim cho các ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống. Thì qua 2 tiết thực hành mổ, kỹ năng giải phẫu và kỹ năng trình bày nội quan vật mẫu được rèn luyện. Vâng, thì để lớp bên lên lớp 8 thì kỹ năng giải phẫu sẽ được nhiều lắm, được chưa? Qua 5 tiết thực hành quan sát, kỹ năng tìm tòi, mô tả nhận biết các chi tiết cấu tạo và cơ quan và các hệ cơ quan điện năng cao hơn. Trên cơ sở đó thì kiến thức lý thuyết được củng cố, các sơ đồ cấu tạo trong hệ cơ quan trong tiết lý thuyết được cụ thể hóa ở mẫu vật trong tiết thực hành. Các tập tính chủ yếu như là di chuyển, viêm ăn, sinh phản vân của các loại lớp sâu bọ, chim và thú được minh họa trên bằng hình thức mở rộng hình kiến thức của học sinh về những lớp có tập tính phức tạp và phong phú nhất trong với động vật. Chạm. Phần 3, đó chính là sự biến hóa động vật. Thì đây nó chính là chương 7. Nó sẽ gồm có 4 tiết. Chủ đề thứ nhất đó là môi trường phụ động vật, môi trường phụ vận động di chuyển của động vật. Cái phần này nó không đọc thông thiết phải là tìm hiểu đâu, được chưa? Phần này có thể vật tại vì phần này ai chả biết đúng không, nghe ai chả biết cần vì vậy đúng không. Phần này nếu mà cho tìm hiểu thì nó chỉ là phần hướng dẫn học thêm thôi, được chưa? Nó mà phải tìm hiểu về sự vận động di chuyển, đó chính là hoạt động sống rất quan trọng của động vật, được chưa? Nếu có khả năng vận động và di chuyển mà nó có thể biến động vật thức ăn bắt mồi vì môi trường sống thích hợp, chứ không phải là cứ như thực vật nó cứ chờ mồi đến mà nó ăn, đúng không? Không phải như động vật, không phải như thực vật nữa nha. Thực vật nó không nằm yên một chỗ đâu, à động vật nó không nằm yên một chỗ đâu mà nó di chuyển được, nó đi ngay chậm, và nó có thể tìm thêm biểu hiện sinh sản và nó có thể lẩn tránh bị thù, được chậm. Động vật mà đã có khả năng di chuyển thì phép có khả năng là tránh bị thù, nhưng thực vật thì lại khác, được chưa? Thực vật cứ thấy bẻ thù phát không thể chạy được, cứ đứng nhìn mấy hồi cho nó ăn mất, được chưa? Chủ đề này sẽ đi vào hai nội dung: các hình thức di chuyển và biến hóa bộ phận di chuyển của động vật. Hai, sự biến hóa tổ chức cơ thể thì nó sẽ giới thiệu sự biến hóa của một số bộ phận cơ quan, hệ cơ quan thôi nhé. Và thể hiện rõ nét nhất đó chính là sự biến hóa về cấu tạo thích nghi chặt chẽ với cấu tạo hoạt động sống ở những môi trường khác nhau, đó là hoạt động sống ở nước, việc sống ở nước ở cạn, hoạt sống ở trên cạn, sống trên cạn và hoạt động trên không, được chưa? Đấy chính là việc tổ chức cơ thể. Tiếp theo bác sẽ tìm hiểu về sự biến hóa hình thức sinh sản, thì nó sẽ được tách thành những nội dung chính như là sinh sản vô tính, sinh sản biểu tính, sự biến hóa hình sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính thì chúng ta biết rằng là nó sẽ chỉ bằng tức là nó gọi BD, sinh sản hữu tính thì nó được chưa? Hay đọc như này bạn sẽ tìm hiểu xong. Phương thứ tư đó chính là phương phát triển với động vật, hay còn gọi phát sinh với động vật,
thì nó phải bằng Pacific hóa thạch với việc quan hệ họ hòa với nhau động vật. Quan hệ này phải được minh họa một cách trực quan bằng một cây phát sinh từ động vật. Được chưa? Phần 4, bởi động vật và đời sống con người thì đó chính chương 8. Nó sẽ gồm có 6 tiết và một tiết ôn tập kiểm tra và có 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là về đa dạng sinh học, vì nó sẽ giới thiệu tính đa dạng của động vật ở các môi trường địa lý của trái đất. Đầu tiên môi trường hóa mạc này, môi trường địa điểm gió mưa này, môi trường đới lạnh này, được chưa? Môi trường bão hòa này rất nhiều, được chưa? Mà nó chỉ giải thích độ đa dạng về loài là không đồng đều mà phụ thuộc vào điều kiện sống ở các môi trường địa lý đó. Ví dụ như con đà điểu thì nó sống ở những cái thảo nguyên và nó không thể bay được, nó chạy rất là nhanh, được chưa? Và nếu mêu bạc sự đa dạng sinh học được đủ biểu hiện cụ thể ở các nguồn tài nguyên về động vật và nguy cơ phi bản đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ, được chưa? Đấy chính là phần đa dạng sinh học. Tiếp theo là phần biện pháp đấu tranh sinh học, thì trường nó sẽ nêu lên các biện pháp đấu tranh sinh học, ưu điểm của nó sẽ bổ sung chiều sâu cũng như các những hạn chế và khắc phục. Chúng ta sẽ có phép giới thiệu sơ qua về ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm thì nó có thể là tiêu diệt được nhiều, được chưa? Ví dụ như là con ếch, con nhẹ nó ăn, nó diệt muỗi chẳng hạn, thì đấy chỉ là biện pháp đấu tranh phi học, được chưa? Nhưng mà cái nhược điểm của nó chưa thể bắt được hết, được chưa? Nó chưa triệt để đâu, được chưa? Nó chỉ bắt được một số, nó không thể bắt được nhiều. Với lại do điều kiện tự nhiên, chẳng may con muỗi nó sinh ra mùa đông mà con nhện nó không phi ra mùa đông, nó lại hình thành mùa hạ thì nó không đủ điều kiện, được chưa? Cho nên vẫn phải phục vụ thuốc trừ sâu, chưa? Nhưng mà nó sẽ hạn chế hơn. Tiếp theo là động vật quý hiếm, thì nó sẽ giới thiệu quan niệm mới động vật quý hiếm, giới thiệu về phách đỏ Việt Nam, cách sử phách đỏ Việt Nam trong việc bảo vệ và phát triển động vật quý hiếm Việt Nam, chưa? Và động vật quý hiếm thì bao giờ nó như là động vật nó có giá trị lớn về kinh tế, nhưng nó số lượng rất là ít, bây giờ nó số lượng rất là ít nên người ta gọi là động vật quý hiếm, được chưa? Chứ không phải động vật quý hiếm hiếm mà cứ thấy là mà không thấy thấy mấy, được chưa? Không thấy mấy nhưng mà nó không có giá trị thì cũng không thể gọi là động vật quý hiếm được, được chưa? Và chương 8 này nó sẽ giới thiệu cách thức tìm hiểu các nguồn thông tin nhằm mở rộng sự hiểu biết về một số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương và việc tổ chức báo cáo kết quả học tìm hiểu ở lớp hoặc ở tổ. Và cuối cùng, đó chính là tham quan thiên nhiên, thì nó sẽ gồm 3 tiết. Nếu có điều kiện thì sẽ có thể tham quan ở các khu công viên, mà nếu không thì có thể là tham quan quanh khu vườn trường thôi, được chưa? Thì nó sẽ không có nhiều. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể tham quan sát được một số loài như sâu bọ, tham sát một số loài sâu bọ côn trùng, được chưa? Rồi. 4. Định hướng về phương pháp dạy học. Thì nó được tiến hành dựa vào hai cơ sở, đó chính là tính đặc thù của bộ môn đặc động vật học hay bằng bộ môn sinh học 7 và sự đổi mới phương pháp dạy học. Chủ trương đổi mới phương pháp dạy học sẽ còn bao gồm đó là tăng cường sử dụng các phương pháp tìm tòi nghiên cứu nhằm phát huy tính chủ động của học sinh, kết hợp với việc hướng dẫn chỉ đạo của giáo viên, được chưa? Và vai trò của bạn bè học sinh trong việc thảo luận ở nhóm và lớp. Và mỗi học sinh có thể tự chiến lĩnh kiến thức cho bản thân mình. Tuy nhiên vì thời gian một tiết học rất hạn chế nên giáo viên có thể căn cứ vào tình hình của lớp và nội dung câu hỏi mà quyết định hình thức thảo luận, thậm chí không cần thiết phải cho học sinh tiến hành thảo luận, được chưa? Thời gian ở mấy phút đỉnh là 4-5 phút một tiết học là rất ngắn, được chưa? Nên là chẳng đủ thời gian đâu, được chưa? Tính đặc thù của một môn thể hiện rõ nét ở môn động vật học, thì một bộ môn có phương pháp nghiên cứu dựa trên quan sát, thực hành, thí nghiệm. Phương pháp dạy học dựa và tính đặc thù của bộ môn đó chính là phương pháp của nhóm trực quan và phương pháp thực hành, được chưa? Phương pháp vi hay phương pháp kế trên đó chính là thuận lợi khi phương thức dạy học sinh học bảy dựa trên việc nghiên cứu động vật điển hình, việc quan sát, nghiên cứu, nhận xét trên động vật điển hình qua vật sống, mô hình mẫu mổ hoặc hình vẽ. Học sinh sẽ phát hiện ra những thông tin. Việc phát hiện ra những thông tin còn có thể được thể hiện khi quan sát một hiện tượng sinh học trên băng hình, trên hình vẽ hoặc sơ đồ miêu tả hiện tượng đồ đó. Ví dụ sơ đồ di chuyển ở thủy tức, vun đốt, sự bay của chim, những động vật, động tác nhảy của thỏ, động vật giao phối ở vun đất, tập tính tự vệ ở mực, vòng đời ở vun đũa, vun kim. Những thông tin cần thiết được ký hiệu bằng ô vuông ở bác mực,
áp dụng hình vẽ của bài học. Phương pháp sự xử lý kiến thức không được thực hiện bằng cách điền vào bảng hoặc vào các sơ đồ. Nhờ đó mà các thông tin do học sinh phát hiện được sắp xếp theo một hệ thống hợp lý, giúp cho học sinh dễ dàng rút ra những kết luận phải tìm. Đáp ứng với câu trả lời câu hỏi mà bài học đề xuất ra. Trước những trường hợp thì học sinh vẫn chưa thể phát hiện ra được những cái thông tin hoặc kết luận thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi về một mục tiêu của yêu cầu quan sát, rồi sử dụng những phương thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp đánh giá, rồi dựa vào mối hệ nhân quả, mối quan hệ phục bạo chức năng với sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn và tập thể qua thảo luận nhóm ở lớp. Như vậy này hơi vàng một chút. Dựa vào định hướng phương pháp dạy học sinh học bảy một cách hợp lý, phù hợp với lứa tuổi và mỗi học sinh có thể tự rút ra được những kết luận, giả thiết, dự đoán phù hợp và lĩnh hội được những kiến thức một cách tự phát theo đúng chủ đề, theo đúng chủ trương đổi mới phương pháp dạy học và chương trình tập trung học cơ sở sinh học đề xuất. Một những kiến thức mới mà học sinh lĩnh hội được cũng chính là lời giải, câu trả lời cho các câu hỏi mà học giáo theo khoa đề xuất mà học sinh phải tiếp tục thực hiện ở mỗi bài học. Một, ví dụ minh họa về cách thức để học sinh tự tìm hiểu kiến thức về cấu tạo trong câu hỏi. Quan sát bộ phương hằng lằng và tranh vẽ kết hợp với hình 39.1, hãy nêu rõ sự khác nhau nổi bật của bộ phương hằng lằng bó sát so với bộ phương ếch bài 39 cấu tạo trong một hằng lằng 127 phiếu khoa học 7. Kiến thức học sinh phải tự lĩnh hội đó chính là những đặc điểm của bộ phương hằng lằng sai khác nổi bật so với bộ phương ếch. Phương tiện tìm hiểu bộ phương hằng lằng bộ phương ếch hoặc tranh vẽ hai bộ phương này những chú thích với hình. Gợi ý tiến trình hoạt động tự lĩnh hội kiến thức. Cái này hơi bé cho đọc tí. Mức 1 hoạt động cá nhân thì nó dựa vào cách thức chọn lọc những thông tin tích hợp trên bộ xương hoặc hình vẽ bộ xương. Thì cách chọn lọc những thông tin phải rút ra từ những bộ xương hằng lằng và ếch rồng. Những thông tin ấy phải là những thông tin nêu lên cấu trúc các thành phần xương của hai bộ xương và sự sai khác nhau trong sự thích nghi và điều kiện sống. Hằng lằng thích nghi với đời sống và ở dạng vòng ếch đồng vừa sống ở nước vừa ở dạng. Nếu thấy được rõ sự khác nhau trên hai bộ xương, học sinh liên hệ bộ xương ếch đồng với đời sống ở nước. Sau khi đối chiếu thành phần của bộ xương hằng lằng với bộ xương ếch đồng, học sinh có thể phát hiện ra ngay những xương có bạn phải khác và ánh sự thích nghi và khác nhau với điều kiện sống của mỗi lớp động vật phía trên. Bằng hình thức điền vào bảng học sinh có thể rút ra được những không chỉ những đặc điểm sai khác mà cả các bài tích sự sai khác đó. Đây chính là bản minh họa về những đặc điểm của bộ phương hằng lằng sai khác với bộ phương ếch. Tôi phóng to lên nhưng không đọc được. Cái này hơi khó đọc đấy. Rồi, rồi mê về hằng lằng thì đặc biệt mỗi xương đó chính là chức năng thích nghi đời sống ở dạng. Một, sự xuất hiện xương sườn, tham gia không khí ở phổi, đẩy mạnh chức năng hô hấp ở phổi, bảo vệ nội quan. Hai, phố đốc sống có nhiều, phát huy giác quan nằm trên đầu, mắt, tai, mở rộng phạm vi quan sát. Ba, phố đốt sống, thân và đuôi nhiều, thì phân và đặc biệt đuôi rất dài, động lực chính của sự di chuyển, tăng cường lực ma sát trong cơ thể vào đất trong cử động của mình. Tứ chi ngắn yếu, ngón chi trước ngắn có vuốt thì có vai trò phụ. Vuốt phát vút con vật bám vào đất khi di chuyển. Ếch đồng là bộ xương chức có chức năng thích nghi chủ yếu với đời sống ở nước. Một, không có xương sườn, hở chủ yếu bằng da, thích nghi với đời sống ở nước và những môi trường ẩm ướt, chứ không phải là khô ráo. Hai, chỉ có một đốt sống bổ ngắn đầu và thân hợp thành khối thu nhọn, thích nghi với sự bơi lặn. Ba, phố đốt sống thân và đuôi ít, thân ngắn, không có đuôi, thuận tiện cho sự bơi lội khi mà chân sau là động lực chính của di chuyển trong nước. Chi sau dài, có ngón chân dài.
Chi phong khỏe mà bơi vọng đầy nước, vọng lưu chính của phi chuyển. Chi chân ngắn, chi chân yếu, bơi hẹp và có vai trò bánh lái. Kiến thức mà chúng ta lĩnh hội được ở các bộ đoạn cho cái bác bộ đọc 1A và 1B phân luận thằng lằng so sánh với các bộ đọc 2A và 2B ếch đồng. Trước đó bác biến thức ở 1A so sánh 2A và 1B so sánh với 2B để thấy được sự thích nghi với môi trường sống thằng lằng so với ếch đồng. Đồng thời cũng là cơ sở cho sự giải thích về đề xuất những phương minh họa cho đặc điểm bộ phim thằng lằng phải khác so với bộ phim ếch. Bước 2, thảo luận. Mỗi nhóm cho học sự mỗi học sinh trong nhóm đọc trả lời câu hỏi mà bản thân đã chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm nhận xét, phân tích đánh giá, nhất trí với nhận định của bạn hoặc chỉ rõ vì sai nhận định của bạn là sai và bảo vệ ý kiến riêng của mình. Học sinh thảo luận ở nhóm là để mỗi thành viên trong lớp đều có thể tham gia ý kiến của mình. Phong vì thời gian một tiết học có hạn, do đó không đòi hỏi phải có sự thống nhất ý kiến của cả nhóm. Những ý kiến bất đồng ấy phải được giải quyết ở thảo luận lớp. Giáo viên tham gia ý kiến uốn nắn sao cho việc thảo luận ở lớp đi đúng hướng, tiến tới kết luận. Cái này dài quá, chắc là không thể hết ngay được. Hết phần này là mình sẽ hai ví dụ minh họa cách thức để học sinh tự minh họa kiến thức bố bạn ngoài của bà thích nghi được sống bơi lội bơi lặng bằng cách phát huy năng lực so sánh. Vương hỏi có pháp tái chiết bên trong bảy kính và hình 31 đọc bản 1 giữ lại những câu trả lời đúng nhất dưới đây được xếp theo từng tập ở bộ 2 của bạn 30, bài 31 trang 103. Từ đó rút ra được những đặc điểm của bạn ngoài của bé thích nghi như sự bơi lặng, phương tiện biểu hiểu. Đó bên mẫu việc sống và bé chip bơi lặng trên bể kính. Tình hình ở hình 31 của chú thích. Nhưng vừa chúng ta phải biểu hiểu tình hình bên chữ mà thôi. Đó chính là kiến thức thông báo mục 2. 1. Tổ bạn ngoài trong trang 102, 103 sách giáo khoa bảng 1 với những cụm từ lựa chọn. Gợi ý tiến trình hoạt động tự biến hội biến thức. Bước 1, hoạt động cá nhân. Học sinh tự đọc pháp phần thông báo biến thức liên hệ với hình 31, qua pháp sự bơi lội của cá trong bể nước nếu có, đọc bảng 1, suy nghĩ về bệnh đặc biệt của bạn ngoài, bộ vòng 1. Với bạn và câu lựa chọn trong bộ vòng 2, sẽ suy nghĩ để phát hiện ra được một trong hai câu lựa chọn, câu nào thể hiện được đúng nhất sự suy nghĩ của cá. Sau đây là gợi ý cách phân tích từng tập câu lựa chọn đối chiếu với từng đặc điểm cấu tạo của năm và câu được sắp xếp theo năm thuộc ngang của bảng 1. Cái này hơi bằng to ba tí nhá. Trường hợp 1, thân cá chép thon dài, đầu vuông nhọn gắn chặt với thân, phân tích và câu lựa chọn. Phân tích câu A, thân cá dài cử động của thân cá sang hai bên là có tác dụng làm gì? À, tác dụng đẩy nước này, giúp cá di chuyển tốt và về các phía trong tầm các tầng nước. Ở đây thì vây ở bát vảy ở trên thân không và phép trong ngói lợp và về cử động thì phân cá cũng không thể của hai bên. Phương pháp câu B thì qua thí nghiệm bổ sung thì nhận thấy rõ phân cá khuôn dài đầu khuôn nhọn cá trào với thân có vai trò làm giảm sức tản của nước khi cá di chuyển. Đây chính là câu đúng nhất của câu chọn lựa. Qua sai vì chưa giải thích được nội dung đầu khuôn nhọn gắn chặt với thân, vậy câu B là câu đúng nhất bằng lựa chọn lựa. Trường 2, mắt cá không có mí, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước. Phân tích và câu lựa chọn để tôi cho to lên phí, đấy hơi bé ạ. Phân tích câu B, dễ dàng phát hiện ra con mồi và kẻ thù. Câu trả lời có phải hợp lý và khi bị mắt đóng lại thì cá sẽ không nhìn được. Vì thế mắt cá không có mí tạo điều kiện cho cá có thể khả năng nhìn phước ngoài bên. Được chưa? Tuy nhiên, nếu phân tích riêng ngược lại thì liên hệ với động vật có xương sống ở bạn có mí mắt và cá sụn là bộ biên của cá xương cổ thì có mí mắt chỉ có vài mí mắt không ảnh hưởng đến sự nhìn, vậy câu B là không hợp lý đâu. Câu C là hợp lý. Mắt cá không có mí mà mắt thường xuyên tiếp xúc với nước nên không bị khô. Môi trường nước trời đến chính là yếu tố cơ bản bảo vệ cho mắt cá lên bờ một phát là mắt khô ngay được chưa?
Trường hợp 3, vậy và bó và bao bọc, trên và có nhiều biến chất nhầy. Vì phân tích câu B, bó và bụng phức và mùa nước là câu trả đúng nhưng nó chưa phải đúng nhất vì không đề cập tới và vá. Với đáp án. Đây, bố cho to lên tí. Phân tích câu E thì cũng là và giảm sức của nước nhưng ở đây đang nhấn mạnh vào sự giảm sức giảm giữa ba vá à, giữa va vá với môi trường nước. Câu E được coi là câu trả lời đúng nhất. Trường hợp 4, sự sắp xếp giải vá trên thông khớp với nhau như món lợn. Phân tích phân lựa chọn. Phân tích câu E và sự ma sát với va chạm va vá với môi trường nước. Đây chính là câu trả lời đúng nhất. Nhưng câu A là câu đúng hơn về phân tích vào đây. Phân tích câu A. Thì nó sẽ giúp cho thân tá dễ làm cử động pham hai bên. Và cử động thân tá pham hai bên được coi là cử động quan trọng nhất của tá trong mọi hình thức di chuyển của chúng trong nước. Và nếu không có sự sắp xếp bạch trên thân tá như ngoài lợn thì tá không thể nào cử động được. Và là câu A có được coi như câu trả lời đúng nhất. Trường hợp 5 này, muỗi này. Vảy và bông phát tia vây được tăng bởi vang mỏng khớp động với vết thân. Phân tích và câu lựa chọn là câu A đó là vây vá không chỉ những chỉ giúp cho vá cử động với phàm sang hai bên mà vây vá còn vây vá bằng khớp việc vận động với phân giúp vá cử động với phàm theo các chiều khác nhau thích nghi với việc cử động phong phú của vá trong nước. Câu A này chính nó chỉ là lời đúng một phần thôi nhưng câu G về đó chính là vây và một vai trò như bơi trèo thì đây nó đúng nhất trong mọi trường hợp. Bước 2 thảo luận. Học sinh thảo luận ở nhóm ở lớp với sự hướng dẫn của giáo viên. 3. Ví dụ minh họa cách thức để học sinh tự lĩnh hội kiến thức về bóng bạc ngoài thích nghi với đời sống. Câu hỏi như sau. Con phát hình 46.2 và các thông tin có liên quan với hình tự lĩnh hội kiến thức về đặc điểm bóng bạc ngoài của thỏ, những thích nghi với đời sống và tính chữ là một chỗ kẻ thù. Bằng cách điền vào bảng sách giáo khoa phiên họp 7 bài 46 trang 150. Từ đó rút ra đặc điểm có tặng ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính chống đấu chống mẹ thù. Chính thức phải linh hội cấu tạo của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính chống mẹ thù. Không bị mềm hiểu. Tranh mẫu và quả hình, thỏi sống và thỏi nhồi, tranh minh họa cấu tạo. Tranh chữ, phần thông báo kiến thức ở mục 2.1, phần bố họa ngoài và di chuyển, bài 46 trang 119. Gợi tiến trình học tập tự hội kiến thức tôi cho to lên tí này bé. Bước 1, vận động cá nhân. Đọc phần thông báo kiến thức liên hệ với nội dung phải thực hiện của bản liên hệ với thức phỏng sống và mỗi vật nhồi. Sau khi đọc xong một lần thì phần thông báo kiến thức và khi đọc lần thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào từng nội dung phải điền vào ô trống của bản như các ô vác của văn như sau. Bộ phận cơ thể là bộ lông mao chỉ bó vuốt giác quan ở bộ phận đặc biệt bộ bạc ngoài khi thích nghi với đời sống và tập tính của chúng mình thù. Học sinh quan sát bộ lông mao trên mỏ sống mặc vỏ nhồi hoặc hình 46.2. Phát hiện được đặc điểm dày, xốp, học sinh cần tự đọc ra câu hỏi hoặc bộ hình 46.2. Phải đặc điểm dày, xốp, học sinh cần tự đọc ba câu hỏi tại sao bộ lông thỏ dày và xốp và váy xốp như thế nào. Học sinh kiểm tra trên bộ lông thỏ sống thấy do bộ lông mao thỏ gồm những sợi sừng mảnh khô sắp xếp tạo thành một lớp váy xốp chứa khí. Điều này đòi hỏi chúng ta phải phát hiện sự ra thích nghi của bộ lông mao đời sống và tính học sinh phải những chế về phù như ở đáp án bảng phèo trong phèo khoa của họ. Học sinh cũng đọc và thấy trong phần thông báo kiến thức có đoạn bộ lông mao che chở và giữ nhiệt cho cơ thể. Bộ lông mao dày phốt giữ nhiệt cho cơ thể. Điều đó dễ hiểu. Phân bộ lông dày phốt che chở cho con vật như thế nào? Điều này có thể giải thích được dễ dàng. Khi con vật phải lồng chúng mẹ phù trong các loại cây bụi rậm gai góc như vậy, có phải bộ lông mao giúp họ an toàn khi lẩn trốn trong bụi rậm. Cũng làm như thế đối với chi trước, với chi sau và các nội dung khác trong tương tự trong bộ bộ phận cơ thể. Học sinh liên hệ các nội dung trong phần thông báo kiến thức với thực tế quan sát trên phòng sống hoặc phòng nhồi hoặc hình kết hợp với nhận xét của bản thân về kiến thức được thông báo phân tích so sánh phi luận đánh giá đi đến nhận định của bản thân mà học sinh
có thể điền vào những chỗ trống hoặc ô trống của bạn. Phải nạ ấm ở bàn 46.1 như phòng. Đấy phương phòng to ra. Này với vật phòng to ra được. Tiếp tục phòng to. Bước 2 thảo luận. Một học sinh trong nhóm đã kết quả bản của mình và nhóm nhận phép chấn chỉnh bổ sung phía trên thực tế quan sát vừa bản nội dung phần thông báo kiến thức hoặc những hiểu biết kinh nghiệm sống của bản thân. Đã án bản 46.1 được chưa? Mà có thể sửa đổi một chút xoay bản 46 chất hiệu khoan. Tôi phóng to lên cho nhiều nhá. Cái này bé quá. Cái này hơi khó bằng đúng không? Bộ phận cơ thể, phần phúc bên phương thấp, phương tốc, bộ lông mao, đặc biệt bóng bạo ngoài, vầy phốp, phương thích kim, đền sống và tập bệnh ở chỗ mẹ phù. Muốn nhập tốt, giúp họ an toàn khi làm cho mỗi vận. Chỉ có vuốt, chi trước, ngắn, đào hăm và di chuyển. Chi phao dài khỏe, giúp cho họ bằng nghề pha, giúp họ chạy nhanh khi bị phong đuổi. Và qua mũi thính, giúp hăng giọt, thức ăn, phát hiện, để phù phong vào môi trường. Lông phúc giáp, tai, lông phúc giáp, có cảm giác phúc giáp nhạy, tai thính, vành tai lớn và cử động được theo nhiều phía. Lông phúc giáp, tai, vành tai đều có một chức năng, đều có nếu thích nghi được đó là bệnh hướng mỡ âm thanh và khi phát hiện sớm kẻ thù chậm. Án của bạn thì các thông tin học sinh sắp xếp theo hệ thống trật tự hợp lý. Nếu và bạn chúng ta có thể nêu được bộ phận cơ thể của sự thích nghi và điểm tồn tại của những bộ phận đó và thích được sự thích nghi của từng bộ phận cơ thể. Đó là những kiến thức về lĩnh hội được và ứng với yêu cầu của câu hỏi mà bạn hỏi bằng học tập đề ra xem bao nhiêu. Sắp hết rồi đấy. Nó hơi dài. Bước 2 thảo luận học sinh thảo luận ở nhóm ở lớp với sự hướng dẫn của giáo viên. 4. Ví dụ minh họa cách thức để chúng ta tự lĩnh hội kiến thức về đa dạng sinh học. Câu hỏi như sau, thảo luận và chọn cụm từ gợi ý và điền vào bảng 1 để thấy rõ sự đa dạng về loài với sóng và môi trường sống của ngành phun đốt, bài viết 759. Những phát hiện cơ hội đó đặc biệt môi trường sống, lối sống của một số loại đại diện trong ngành phun đốt hiện sự đa dạng một ngành. Phương vựng để tìm hiểu như sau. Vệ hình, vệ hình 17.1, 17.2, 17.3 và các chú thích có liên quan đến vệ hình phía trên. Vệ chữ phần thông báo kiến thức mở đầu phun đốt bài 1553 và thông báo phần mở đầu phần 11 bài 1759. Gợi ý tiến trình tự lĩnh hội kiến thức. Bước 1, hoạt động cá nhân. Học sinh đọc câu hỏi đảm bằng bảng 1, đa dạng của ngành phun đốt, đọc các phần thông báo kiến thức phía trên. Liên hệ với các hình vẽ và các chú thích của hình đối chiếu với các cụm từ gợi ý phải chọn lựa để biên bản kết hợp với những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân. Sau đó cẩn thận biến các cụm từ đã chọn lựa vào ô trống của bản. Trước khi điền, bạn nhấn tra lại các cụm từ đã điền, thấy không có mâu thuẫn với các thông báo kiến thức, chú thích các hình cũng như kinh nghiệm bản thân mới điền vào ô trống của bản. Học sinh có thể điền bổ sung vào bản những đại diện ngoài bốn đại diện mà bạn biết trước. Bước 2 thảo luận. Một học sinh trong nhóm thì kết quả điểm từ của mình và nhóm thảo luận đối chiếu kết quả điểm từ của bạn với kết quả điểm từ của bản thân mình, tìm ra những chỗ không nhất trí, thảo luận tìm tới sự nhất trí trong nhóm. Nếu vẫn chưa nhất trí thì phải điểm xuất khi thảo luận ở lớp. Bằng với những cụm từ điểm một cách hợp lý chính là những kiến thức mà học sinh đã tự lĩnh hội trong quá trình làm việc một mình, tự học, làm và thảo luận học đạo. Tam bản một phèo khoa, ba bản vụ vung đốt, vung đất, môi trường sống đất ẩm, lối sống tự do, chu vực, biển, môi trường sống nước ngọt, lối sống thủy sinh, dươi, môi trường sống nước lợ, lối sống tự do, đại, vung đỏ, môi trường sống nước ngọt bóng rãnh, lối sống cố định. Căn cứ vào đáp án của bạn chỉ cần qua bốn đại diện, chúng ta đã có thể nêu được sự phân khác rất rõ về môi trường sống và lối sống của một đại diện với nhau rồi, vì nó nói lên sự đa dạng của ngành vung đốt. 5. Định hướng về phương pháp dạy học thì đó chính là phương tiện được dùng để thực hiện phương pháp dạy học. Hướng phương thiết bị dạy học như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu bài học và phương pháp dạy học đổi mới. Thiết bị dạy học không chỉ là phương pháp trực quan để minh họa kiến thức mà đó chính là nơi chứa đựng những nguồn thông tin mà chúng ta phải khai phát để lĩnh hội kiến thức mới cho bản thân theo hướng học tập chủ động tích cực, tìm tòi phát hiện trong thực tế. Do đó những thiết bị dạy học mẫu vật chuẩn, mô hình, tranh vẽ, phơi đồ và chứa đựng những thông tin một cách trực quan, sinh động, tương ứng với yêu cầu của bài, bài tập và những hoạt động phục vụ cho bài học.
Tóm lại, thầy xây dựng những thiết bị phục vụ cho môn học, đảm bảo tính đặc thù của bộ môn, đáp ứng với việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Tuy nhiên, trong các bài thực hành được hạn chế sử dụng tối đa sử dụng các mẫu sống góp phần bảo vệ những loài này trong tự nhiên. Sao thêm rồi đấy. 6. Định hướng về đánh giá. Thì nó có vai trò quan trọng trong phương pháp dạy học. Trên cơ sở phụ lệnh kết hợp đánh giá của thầy với phụ lệnh đánh giá của trò mà người thầy chẳng những thấy được kết quả học tập của học sinh mà mình dạy được đạt đến mức độ nào với phần bài học, mà giáo viên cũng có thể rút ra được những kinh nghiệm nhằm điều chỉnh phương pháp dạy học của mình cho hiệu quả thích hợp với đối tượng mà mình đào tạo. Đánh giá cũng có tầm quan trọng như sau: giúp học sinh nhận thức được một cách khách quan chất lượng học tập của bản thân, động viên cũng như đòi hỏi học sinh phải biểu phương pháp kinh nghiệm để phải biến phương pháp dạy học cho thích hợp với mình và có hiệu quả. Đòi hỏi giáo viên phải tự nghiên cứu nhân với thường xuyên đối với đào tạo của mình để việc đánh giá chính xác, khách quan và việc phù hợp đối tượng. Trong phê học khoa sinh học 7 thì nhiều hình thức đánh giá khác nhau mới được sử dụng như câu hỏi biện luận, trách nhiệm khách quan đã được biên soạn theo hình thức khác nhau, bài tập thực hành, biên từ vào tranh tâm hoặc sơ đồ, giải phóng vào tranh tâm nữa cơ. Bài tập vận dụng, sử dụng các hình thức đánh giá không chỉ có vai trò đánh giá khả năng tái hiện hình thức mà chủ yếu phát huy khả năng tư duy độc lập, rèn luyện các thao tác tư duy đáp ứng với yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học. Hàng cuối cùng, 7. Một số điều ý lý khi việc sử dụng phiêu khoa. 1. Các câu trả lời điểm bảng và đánh dấu ký hiệu chỉ được ghi vào vở bài tập, không được làm bằng phiêu khoa. Phiêu khoa phải được vì chu đáo để có thể được sử dụng cho nhiều năm. Hai, theo chủ trương đổi mới phương pháp dạy học thì mỗi tiết học chủ yếu được thực hiện thông qua việc tổ chức học tập cho học sinh. Trong đó đảm bảo cho các học sinh có thể phát huy được tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo để xây dựng những khối kiến thức mới, hình thành tốt những kỹ năng bộ môn, quan sát, thực nghiệm, kỹ năng tự học, phát huy vai trò tích cực của tập thể, nhóm và thực nghiệm, và kỹ năng tự học, phát huy vai trò tích cực của tập thể, nhóm và lớp. Thảo luận cho nhóm nhỏ từ 3 đến 4 học sinh tạo điều kiện cho mọi học sinh trong lớp có thể tham gia thảo luận. Trong thảo luận ở lớp, chỉ có giáo viên là người dẫn dắt thảo luận dẫn đến sự thống nhất ý kiến đó. Về mạnh thảo luận ở nhóm ở lớp thì đây chính là hình thức dạy học phổ biến ở những nước Pháp phát triển. Ở Việt Nam, hình thức dạy học quan trọng này còn chưa được rộng rãi như ở các trường phổ thông. Điều này đòi hỏi phải học viên và lưu ý với giáo viên về tầm quan trọng rất lớn của hình thức dạy học này. Tuy nhiên, vì mình cụ thể đối với những câu hỏi dễ hay bị phụ vào năng lực của giáo viên và sự sử dụng hình thức dạy học này được khai thác ở những mức độ phù hợp. Vì thế, trong những bài hướng dẫn kết hợp cụ thể ở phần 2, chúng tôi ít đề cập tới các hình thức thảo luận nhóm ở lớp để cho sự lựa chọn của giáo viên. 3. Cách thực hiện các hoạt động mà phê giáo viên đề xuất chỉ là những gợi ý giáo viên có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện và pháp và đối tượng học sinh của địa phương mình, của trường mình dạy. 4. So sánh với chương trình phê khoa sinh học phạt tám cũ. Trình phê học 7, tuy một số kiến thức có giảm nhiều so với chương trình phê học 7, nhưng chương trình phê học 7 vẫn đảm bảo được những kiến thức cơ bản, được bỏ những kiến thức phức tạp, hàm lâm hoặc đưa vào thì khó đảm bảo kiến thức hệ thống của kiến thức và mặt khác ở phần học phi học 7 đổi mới phương pháp dạy học bởi vì hiệu thức rõ nét bắt đầu trình bày cụ thể ở phần định hướng về phương pháp dạy học với hệ chặt chẽ bị hướng đổi mới phi bị và đánh giá nhằm phát huy được tinh thần chủ động tích cực và tự phát của học sinh theo đúng với chủ trương đổi mới phương pháp dạy học và chương trình trường học được phẩm của phi học đề xuất. Vậy buổi phát lương chỉ về đến đây lúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại.